Hello hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày 23 tây tháng 8 năm 2021 và hôm nay là thứ hai đầu tuần ở Hoa Kỳ. Hôm nay đã là ngày thứ 3 ngày 24 tháng 8 ở Việt Nam rồi. Thì nhìn vào giá cả của Bitcoin các bạn cũng đã thấy được là tối ngày hôm qua chúng ta đã phá được 50.000 đô Và sau đó chúng ta đã có một cái sự điều chỉnh nhẹ từ cái mức là khoảng chừng là 50.500 đô Điều chỉnh tới mức bây giờ là chúng ta xoay quanh khoảng chừng là 49.068 đô Thì khi mà chúng ta thấy được là giá cả đã qua được 50.000 đô đó Cái giá mà chúng ta đã chờ đợi cả tuần qua Chúng ta cuối cùng cũng đã qua được ngày hôm qua Thì khi mà các bạn lên những diễn đàn liên quan đến crypto đó khi mà các bạn lên trên twitter thì thường thấy được là cái suy nghĩ của mọi người đã cực kỳ lạc quan hơn và bắt đầu là chúng ta đã thấy được là cái sự sôi động đã trở lại thì hôm nay thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái thông tin liên quan đến tin tức liên quan tới bitcoin với các bạn thì trước hết á, nhìn vào tình hình bây giờ thì các bạn thấy được là Bitcoin tăng Và chúng ta cũng có một số như altcoin cũng tăng rất là mạnh Các bạn thấy được là Ethereum thì bây giờ là mức là 3.300 đô Đồng BNB, đồng Binance Coin đó đã lên tới hơn 500 đô ngày hôm nay rồi Đã tăng à, khoảng chừng là 10% ngày hôm nay Chúng ta thấy được là Cardano tiếp tục tăng và trong vòng 7 ngày qua đã tăng 37% Liên tục đã đỉnh mới, bây giờ là xoay quanh cái mức là gần như là 3 đô la Đừng xem coi là tối hôm qua đã lên tới 3 đô la hay chưa thì cái mức cao nhất mà chúng ta thấy được Cardano đó là 2 .97 đồng 97 sen Có nghĩa là chúng ta vẫn chưa đến 3 đô la nhưng mà đã rất là gần rồi. Thì các bạn được là Cardano có sự hứng thú đó tăng tăng rất là mạnh trước cái ngày mà Harvard có smart contract là ngày 12 tây tháng 9 và ngày 1 tây tháng 9 là bắt đầu là thử smart contract ở trên cái mạng lưới testnet và ngày 12 tháng 9 mới này ngày hạ phố thực sự thì đây là tình hình của Cardano các bạn thì được chúng ta có rất nhiều những co coi con tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây thì bây giờ Bitcoin đã chạm cái mức là 50.000 đô sau đó đã có cái tình hình là điều chỉnh một chút thì tình hình bây giờ như thế nào nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh và để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì nhìn chung tình hình bây giờ đó chúng ta đang chứng kiến là sau khi Bitcoin lên tới 50.500 đó thì chúng ta có một số dấu hiệu là có một số người đang chút lời rồi cũng không gì gọi là quá đặc biệt để thường chia sẻ với các bạn tình hình bây giờ đó on chain nói chung đó, thì hồi sáng này thường có đăng một cái thông tin đó chính là sau khi mà bitcoin đạt được 50.000 thì sáng này chúng ta thấy có một số dấu hiệu chốt lời nghĩa là chúng ta thấy được là btc đẩy lên trên sàn đó chính là hai cái thông báo nằm trong khung màu đỏ mà thường đã chia sẻ với các bạn nhưng mà ngược lại chúng ta vẫn tiếp tục thấy lực mua Có những cái stablecoin giữ nồng ổn định nên được đẩy lên trên sàn Đó chính là dấu hiệu mà các bạn thấy cái hình màu xanh này Thì tình hình bây giờ đó nói chung là vẫn ok Ở thời điểm hiện tại đừng chia sẻ thêm nhiều thông tin với các bạn Chúng ta hãy nhìn vào on-chain trước Sau đó chúng ta sẽ nói tới một số những cái thông tin liên quan đến tin tức ngày hôm nay Thì các bạn thấy mỗi lần mà có cái sự dao động chúng ta đạt được đỉnh mới Hay là mỗi lần mà giá đi xuống mạnh Thì nhiều bạn sẽ quan tâm đến thông tin là chúng ta có thấy nhiều bitcoin đẩy lên trên sàn hay là không thì để trả lời câu hỏi này ra, để Hùng refresh lại cái tài liệu có bao nhiêu Bitcoin đẩy lên trên sàn và rút ra trong cái thời gian 24 giờ ngày hôm nay. Để thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn. Thì mỗi một thanh này đó là 24 giờ thì các bạn thấy được là sau khi mà giá Bitcoin đã lên tới 50.000 Các bạn thấy trên màn hình đường màu trắng này là giá Bitcoin Thì bên dưới này những cái thanh này là cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra Cái số lượng Bitcoin mà cái thanh này mà chỉ lên á, có nghĩa là nhiều Bitcoin nạp vào hình rút ra và ngược lại thì một điều rất rõ ràng là các bạn thấy là không có gì gọi là quá đặc biệt hết cái số lượng Bitcoin nạp vào rút ra đó, so với trước đây thì không có gì gọi là bất ổn có nghĩa là tình hình đó, on chain thật sự là im lặng khi mà Bitcoin lên qua khỏi 50.000 đô điều này tốt hay là xấu thì đừng chia sẻ với các bạn nhưng mà ít ra có một điều là chúng ta không thấy đột ngột như Bitcoin đẩy lên trên sàn chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tài liệu tương tự liên quan tới Ethereum đi, đi refresh cái này lại thì các bạn sẽ thấy được là tình hình đối với Ethereum cũng tương tự mà thôi. Bitcoin tăng thì Ethereum cũng đi theo xu hướng Bitcoin nhưng mà chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự thì các bạn thấy được là mức từ 3.200 tới 3.300 thì chúng ta thấy tình hình đó, có một số y tờ đẩy trên sàn nhưng mà nói chung thì tình hình cũng rất là im lặng khi mà thằng zoom ra để các bạn thấy rõ hơn là thời gian dài hạn là từ tháng 6 của năm nay tới bây giờ đó thì có rất nhiều đợt cái sự nạp vào rút ra nó tăng trưởng rất mạnh nhưng mà tình hình hiện tại thì không có gì đặc biệt cho đến bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục thấy là tình hình on chain của bitcoin và ethereum về các phương diện nạp vào và rút ra đó thì rất là im lặng nghĩa là chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu là rất nhiều người đột ngột đẩy bitcoin lên để mà chốt lời hay để mà bán thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số nhận định đi đó là cái suy nghĩ của thuận thì một số nhận định khác như là đây là cái bài được chia sẻ bởi chain ở trên crypto khoan thì người này nói gì người này đó chia sẻ hai điều tốt và hai điều không được tốt lắm thì mình chia sẻ thêm với các bạn chi tiết thứ nhất là nhìn vào biểu đồ trên màn hình đó biểu đồ này là biểu đồ liên quan đến cái số lượng bitcoin được lưu trữ bởi những cái ví của những thợ đào thì đương nhiên thợ đào đào bitcoin họ đào xong họ cần phải bán bitcoin đó để họ có lợi nhuận thì cái số lượng bitcoin lưu trữ trong ví thợ đào đó chính là cái đường màu xanh trên màn hình cái đường màu cam là giá của bitcoin thì cái đường màu xanh trên màn hình cho thấy được đó là các bạn thấy được là từ đầu năm 2021 này đã có dấu hiệu là thời đầu tiếp tục tích lũy và tiếp tục tích lũy Bitcoin. Các bạn thấy được là có một thời gian ngắn đó, thời điểm là tháng 6 À, đầu tháng 6 đến giữa tháng 6 đó, thì cái đường màu xanh dương này có xuống đi xuống. Tôi nghĩ đây là cái thời điểm à, lúc mà cái dịu lộn xộn ở Trung Quốc đó, khi mà những thợ đào là phải rời khỏi Trung Quốc cho nên đã có dấu hiệu là thợ đào phải bán một số Bitcoin để có chi phí để mà rời khỏi Trung Quốc để mà tiếp tục công ty đào của họ. Nhưng mà sau đó thì Bitcoin là tiếp tục được tích lũy và bây giờ đó Bitcoin được tích lũy hầu như là mức cao nhất từ đầu năm cho đến bây giờ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thợ đào bây giờ vẫn không có bán ở cái mức là 49-50 ngàn này thì đây là một dấu hiệu tốt ngắn hạn cho tới trung hạn thời đào tới một ngày nào đó họ cũng sẽ bán mà thôi như là các bạn thấy được là thời điểm là cuối năm ngoái đã có một đợt thời đào bán rất nhiều nhưng mà bây giờ họ vẫn chưa bán có nghĩa là họ vẫn nghĩ giá sẽ tiếp tục lên cao hơn nữa cho nên về ngắn hạn và trung hạn đây là dấu hiệu tốt chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tài liệu kế tiếp đi đây là cái tài liệu liên quan đến những đồng ổn định những cái stable coins thì các bạn thấy là rất rõ ràng cái đường màu xanh này đó chính là cái số lượng stablecoin trên sàn còn cái đường màu cam này là giá của bitcoin thì các bạn thấy là bây giờ cái số lượng bitcoin trên sàn vẫn tiếp tục ở cái mức cao và ở cái mức cao này đó từ khoảng chừng là giữa tháng 6 cho tới bây giờ rồi có nghĩa là nhiều người tin là bây giờ rất nhiều những cái stablecoin đã trên sàn bitcoin mà có cái xu hướng đi xuống thì sẽ có sẵn rất nhiều những đồng định chờ sẵn để mà mua và chúng ta hồi sáng này cũng thấy hiện tượng là có nhiều stablecoin đẩy lên trên sàn đây là điều thứ nhì mà cũng là lạc quan trong thời điểm hiện tại nhưng mà có hai điều được chia sẻ bởi trang thứ nhất đó là tuy là giá cả có cái sự hồi phục và tăng trưởng nhưng mà chúng ta thấy được là cái số lượng địa chỉ ví được sử dụng thường xuyên trên mạng lưới bitcoin đó thì không có cái sự tăng trưởng mạnh tuy là chúng ta thấy được là từ thời điểm là từ tháng cuối tháng 6 cho đến bây giờ đó các bạn thấy được chúng ta cũng có một cái sự tăng trưởng có nghĩa là càng ngày càng nhiều những cái địa chỉ ví Bitcoin được sử dụng thường xuyên hơn nhưng mà khi chúng ta zoom ra đó thì so sánh từ tháng 10 tới bây giờ thì cái số lượng địa chỉ ví được sử dụng thường xuyên bây giờ đã không bằng trước đây chúng ta muốn thấy cái số lượng địa chỉ ví sử dụng thường xuyên đã tăng lên có nghĩa là cái sự hứng thú giao dịch Bitcoin đã trở lại chúng ta bây giờ nhìn tài liệu kế tiếp đây là cái tài liệu khác một chút đây là tài liệu là bao nhiêu giao dịch trên mạng lưới Bitcoin thì cũng tương tự các bạn thấy được là từ cuối tháng 6 tới bây giờ đó có một cái sự tăng trưởng có nghĩa là càng ngày càng có thêm giao dịch trên mạng lưới Bitcoin nhưng mà khi chúng ta nhìn zoom ra đó từ tháng 10 tới bây giờ thì cái số lượng như bây giờ thực sự là không bằng cái thời điểm trước đây có nghĩa là chúng ta muốn thấy cả hai cái chỉ số này số lượng địa chỉ ví được sử dụng thường xuyên tăng trưởng và cái số lượng giao dịch trên mạng lưới Bitcoin tăng trưởng đó là cách nhìn của Trang hiện bây giờ nhưng mà tình hình bây giờ đó thì chưa có gì gọi là đáng ngại hết chúng ta thấy là có lạc quan và có những cái yếu tố là chúng ta muốn thấy cái sự tăng trưởng mạnh hơn và chúng ta nhìn thêm một người khác nữa ở trên crypto hoa là chính là crypto thì crypto chia sẻ đó là thứ nhất chúng ta nhìn vào đây là cái biểu đồ đường màu trắng này đó là giá của bitcoin cái đường mà màu xanh á chính là cái số lượng bitcoin trên những cái sàn giao dịch phái sinh những cái sàn mà cho các bạn chơi hợp đồng đó thì các bạn thấy được là tình hình là từ tháng 9 cho đến khoảng chừng là cuối năm ngoái đó thì các bạn thấy được là có một cái dấu hiệu là cái số lượng Bitcoin trên những cái sàn phái sinh giảm xuống và bây giờ chúng ta cũng đang chứng kiến tình hình như vậy tình hình này nghĩa là gì thì nhiều người cho là khi mà có nhiều Bitcoin trên những sàn phái sinh đó thì có nghĩa là có nhiều người đang sốt Bitcoin họ dùng Bitcoin để làm thế chấp để mà sốt Bitcoin khi mà chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin này có cái dấu hiệu đi xuống có nghĩa là cái số lượng người muốn sốt Bitcoin đã giảm xuống, mọi người đã trở nên bullish hơn, lạc quan hơn cho nên họ mới rút ra khỏi những cái sàn phái sinh. Chúng ta nhìn thêm một cái thông tin nữa nhưng mà trước hết để trở lại cái tài liệu này thì mỗi lần mà điều đó xảy ra thì các bạn thấy được cái đường màu trắng này có xu hướng là tăng trưởng. Thì bây giờ Crypto Visa cũng nghĩ là tình hình bây giờ sẽ dẫn đến là Bitcoin sẽ tiếp tục có cái sự tăng trưởng. Kế tiếp chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến funding rate Funding rate là cái phí người ta gọi là cái phí qua đêm đó, nhiều bạn hay gọi là như vậy nhưng mà thường các bạn thấy là một sàn giao dịch thì họ tính cái phí này là bốn lần một ngày. Thì cái phí này hiểu đơn giản đó là bên nào có lệnh nhiều phải trả cho cái bên có lệnh ít. Có nghĩa là nhiều người lon thì bên short sẽ được hưởng cái phí này và ngược lại. Thì tình hình bây giờ đó là cái funding rate cũng tương tự như là từ tháng 9 cho đến cuối năm ngoái đó là có cái xu hướng tăng trưởng. Bây giờ cũng như vậy như các bạn nhìn thanh trên màn hình từ tháng năm tới bây giờ thì cái xu hướng tăng trưởng này có nghĩa là từ từ nhiều người lạc quan hơn và họ lon trên những cái sàn giao dịch đây là cái dấu hiệu lạc quan và một điều khác nữa đó chính là hash ribbons thì hash ribbon đã chia sẻ tôi nhiều rồi đó chính là một cái cách tính liên quan tới tốc độ đào trên mạng lưới bitcoin tính theo trung bình cái đường màu đỏ này là tốc độ đào ngắn hạn khi mà chéo qua tốc độ trung bình dài hạn đó thì đây là cái tài liệu cho thấy được chúng ta sắp sửa có một cái đợt tăng trưởng của giá cả Bitcoin thì tình hình này đó cũng đã được nói tới bởi crypto CryptoVisac nhưng mà một điều khác tương tự như là trang mới đây thì nhìn vào những cái tài liệu như là bao nhiêu địa chỉ ví đang được sử dụng thường xuyên và bao nhiêu nhiều giao dịch trên mạng lưới Bitcoin đó thì các bạn thấy được là tình hình bây giờ cần phải được tiến triển mạnh hơn để chúng ta có cái lòng tin vững chắc hơn tình hình bây giờ nói chung những điều mà thuận vừa chia sẻ với các bạn đã nói chung là giá cả tăng trưởng như vậy thì có cái tình hình là mọi người lạc quan hơn chúng ta vẫn chưa thấy có nhiều người à đổ bitcoin lên trên sàn để mà chốt lời có nghĩa là họ vẫn nghĩ bitcoin sẽ có sự tăng trưởng điều này đương nhiên là tốt ngắn hạn và trung hạn nhưng mà cũng có cái mặt xấu để mình chia sẻ với các bạn à, sau cái tài liệu này và liên quan tới những tài liệu như là bao nhiêu địa chỉ ví giao dịch thường xuyên đó thì chúng ta muốn thấy có sự tăng trưởng hơn nhưng mà thường nghĩ là đó sẽ liên kết với khi mà chúng ta có nhiều người mới vào thị trường này hơn nhưng mà để có nhiều người mới vào thị trường này hơn thì chúng ta cần phải thấy giá cả tiếp tục tăng trưởng để mà thu hút có thể thường chia sẻ với các bạn đó là ngày hôm qua khi bitcoin vừa qua khỏi 50 000 đô thì cái ứng dụng mà báo thường sớm nhất đó không phải là coinbase hay là binance mà cái ứng dụng mà báo thường sớm nhất đó chính là cnbc và sau đó là bloomberg thì các bạn thấy được là CNBC và Bloomberg đó là những cái đài truyền thống liên quan tới crypto nhưng mà họ lại quan tâm đến crypto như thế nào và gần đây những thông điệp họ chia sẻ ra phần lớn là tốt đối với thị trường này thì điều mà các bạn cần nên suy nghĩ đây đó là giá cả tăng trưởng mọi người đều vui tại vì sao thì mọi người đó thấy cái tài sản của mình uh, tăng giá trở lên nhưng mà một điều các bạn cần nên suy nghĩ là khi giá lên uh, các bạn có lời thì cũng có nhiều người khác có lời và thống kê bây giờ đó ở trên OnChain dựa theo classno là chúng ta có tổng cộng là 87,9% của số lượng bitcoin trên thị trường bây giờ là đang có lời chứ không phải là lỗ à, chúng ta nhìn thêm một tài liệu nữa là những cái giao dịch gần đây đó thì mỗi lần mà giao dịch trên mạng lưới đó thì coi như đó là một cái đợt bán thì classno đưa ra một cái thống kê là 94% của những bitcoin giao dịch gần đây đó là giao dịch là cái người đẩy Bitcoin đi là đang có lời Có nghĩa là trên thị trường bây giờ chúng ta đang có một số lượng Bitcoin lợi rất là cao Có thể là thường đã chia sẻ mới đây với các bạn Đó chính là 87,9 cho là 88% đi Thì điều các bạn cần nên hiểu đây đó là tới bây giờ chúng ta nhìn vào Coin Day Destroy như là CDD Thì đây là một trong những cách mà chúng ta cũng đã từng nhìn mỗi lần mà chúng ta thấy được là có số lượng lớn Bitcoin di chuyển trên mạng lưới mà số lớn Bitcoin đó mua gần đây thì cái đường màu cam này sẽ tăng trưởng và ngược lại chúng ta thấy được cái số lượng bitcoin ít hơn nhưng mà lưu trữ dài hạn tăng trưởng chúng ta cũng thấy cái sự tăng trưởng mạnh của cái đường này cái đường màu vàng này thì biểu đồ này cho chúng ta thấy được một điều là mỗi lần mà có giao dịch nào mà coi như là đáng quan tâm đến thì cái đường màu cam này sẽ tăng trưởng và đương nhiên đáng quan tâm đến không chỉ riêng là cái số lượng bitcoin lớn di chuyển mà chúng ta cần phải nghĩ đến là những người nào mà đã lưu trữ Bitcoin nhiều năm đột ngột họ di chuyển Bitcoin thì đây cũng là một trong những điều mà cần quan tâm thì điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đây đó là tình hình gần đây thì các bạn thì được chúng ta không thấy cái đường màu vàng này đã từ cái thời điểm là đầu tháng 8 tới bây giờ chúng ta thấy được là tình hình là không thấy cái sự tăng trưởng mạnh đường màu vàng này nghĩa là tới bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy số lượng lớn Bitcoin di chuyển trên mạng lưới và chúng ta cũng thấy rất rõ ràng là khi mà nhìn vào những tài liệu như là cái số lượng Bitcoin nạp và rút ra đó thì không thấy là nhiều Bitcoin đẩy lên nhưng mà có một điều như thường gia vừa chia sẻ đó là chúng ta đang có một số lượng Bitcoin rất là lớn à, 80 coi như là khoảng chừng 88 phần trăm là đang có lời thì cái số lượng Bitcoin có lời càng nhiều đó thì chúng ta càng đến gần đến một cái cuộc điều chỉnh đương nhiên mỗi lần mà người ta gồng lời đó chỉ được chia sẻ với các bạn à, lúc mà chúng ta tăng trưởng mạnh đầu năm nay thì Tới mức nào đó đó, khi mà có một cái sự điều chỉnh thôi Thì nhiều người sẽ nói là bây giờ tôi muốn bán Thì những người khác đang có lời họ cũng sẽ có thể tham gia vào bán Thì chúng ta lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý cho một cái cuộc điều chỉnh Và thật ra chúng ta nhìn vào tài liệu à, liên quan đến à, Cái số lượng người mà lưu trữ Bitcoin từ 6 tháng đến 5 năm đó Đây là thống kê được chia sẻ bởi một người trên Twitter có tên là TXMC Thì cái người này đó đã có một cách nhìn rất là thú vị để chia sẻ với các bạn Thì trên màn hình đó biểu đồ này nó có khá nhiều thông tin nhưng mà hiểu đơn giản đó là cái đường màu đen này là giá Bitcoin cái đường mà có cái dòng màu tím này đó là những cái lúc mà giá đạt đỉnh cao từ năm 2012 đến năm 2014 cái đỉnh của thời điểm đó chúng ta có hai đỉnh của năm 2013 như các bạn cũng đã biết bên dưới này đó là cái số lượng Bitcoin trung bình được đẩy lên trên những cái sàn cho những địa chỉ ví mà lưu trữ Bitcoin từ 6 tháng tới 5 năm đây là những địa chỉ ví mà nhiều người cho là hodler đó thường là những người nào mà chấp nhận hodl hơn nửa năm thì coi như là chúng ta đã bước vào cái hodl rồi những người mà hodl mà đẩy bitcoin lên có nghĩa là họ nghĩ là chúng ta đã đến đỉnh rồi thì trước đây các bạn thấy được năm 2012 nghìn mười đó thì mỗi lần mà đến đỉnh hầu như những hodl rất là rõ về cái vấn đề này cho nên có số lượng lớn hodl đẩy bitcoin lên như là các bạn nhìn thấy trên màn hình những cái đợt này khiến cho giá cả đi xuống nhưng mà đó cũng là đỉnh nhưng mà ngược lại bây giờ thì như thế nào rừng chia sẻ với các bạn đó tình hình sau khi mà những cái hodler này đã trải qua một mùa đông rất dài từ năm 2014 mãi đến năm 2016 đó đã dạy cho những cái hodler một cái kinh nghiệm đó chính là rất khó để mà bắt đỉnh và họ không muốn chờ lâu nữa cho nên tin bây giờ đó mỗi một lần mà chúng ta thấy được là giá cả có cái dấu hiệu đi xuống đó thì chúng ta có thể thấy dấu hiệu là những người đầu tư lâu dài hoặc là đã thu mua nhưng mà ngược lại khi mà giá cả hồi phục trở lại cái đỉnh cũ đó và tiếp tục tiến tới họ không chờ khi mà giá lập định mới mà họ sẽ bắt đầu là chốt lời từ từ ở những cái khoảng đó như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là những chứng từ năm 2018 cho đến bây giờ các bạn hiểu được rất nhiều đợt chúng ta thấy được cái đường màu vàng này có sự tăng trưởng mạnh mặc dù chúng ta vẫn chưa có đến đỉnh những cái thời điểm này là những thời điểm mà giá Bitcoin chỉ 13.000 hay là giá Bitcoin chỉ có là 20.000 30.000 thôi tại vì sao tại vì những cái hoa lời này đó đã có một cái cách suy nghĩ khác những người mà lưu trữ Bitcoin từ 6 tháng tới 5 năm đó thì mỗi lần mà giá điều chỉnh xuống rồi họ đã thu mua nhưng mà khi giá trở lại cái mức đó họ lại có cái xu hướng bán có nghĩa là họ bán từ từ chứ họ không có chờ đợi tới cái lúc mà họ nghĩ ra đỉnh để mà ảo vào để mà bán nữa cho nên đây là một trong những điều mà Thường muốn liên kết với cái thông tin này với các bạn là bây giờ có rất nhiều người đang có lời hiện bây giờ thì tình hình là chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị cho một cái đợt điều chỉnh đây cũng là rất bình thường mà thôi các bạn thấy được là Bitcoin không bây giờ đó cách tỉnh cũ chỉ có 23% mà thôi thì đương nhiên thông vẫn có lòng tin là bitcoin sẽ đến 100.000 đô nhưng mà không có nghĩa là bitcoin sẽ thẳng tiến từ cái mức này bitcoin đã tăng liên tục 34 ngày rồi các bạn nên có kế hoạch để mà chuẩn bị cho cuộc điều chỉnh như thường vừa chia sẻ bất cứ lúc nào tại vì khi mà bitcoin tăng đó thì có thể là càng ngày càng nhiều người có lợi hơn và có lợi hơn nhưng mà nếu như đột ngột Giống như thường nói với các bạn là Bitcoin lên tới 53.000 đi mà đột ngột Bitcoin xuống chỉ còn có 51.000, 50.000 thì không chỉ nhân cái đó tại vì khi mà chúng ta thấy được là có một nhóm người chốt lời thì Bitcoin nó sẽ đi xuống và sẽ có nhiều người chốt lời hơn và khi mà chúng ta thấy cái hiện tượng nó xảy ra đó tuy sẽ có người vào để mà mua Bitcoin nhưng mà nếu như mà những người lưu trữ lâu dài họ có thể là có những cái số lượng Bitcoin nhiều hơn cho nên cái lực mua đó sẽ không có mạnh mà lực bán cho nên chúng ta có thể thấy những cái đợt điều chỉnh có thể lên tới là 30% đó là cái sự kiện các bạn thấy mỗi lần mà Bitcoin tăng trưởng thì có nhiều đợt đi xuống 30-40% là vì cái lý do đó. Hy vọng là các bạn hiểu ý thùng muốn nói đây là gì. Và đương nhiên mỗi người thì mỗi khác thường chỉ chia sẻ thông tin để các bạn nắm hơn mà thôi. Cần chút lời thì chút lời nhưng mà nào muốn mua thêm thì cứ mua thêm. Thường chỉ muốn đem đến thông tin để các bạn có một cái sự uh, chuẩn bị mà thôi. Một lời nhắc nhở từ Thuận Capital.